Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Doctor Khỏe. Tâm sự với quý vị khán giả xíu nha. Không biết ốc dạo này bị làm sao á, tự nhiên cứ hay quên những cái chuyện nhỏ nhặt lắm. Em chào chị ốc Thánh Vân ạ. À, chị chào em Bắp Non. Chị ốc ơi, mỗi lần chị đâu có gọi em là Bắp Non đâu ạ. Ủa, không gọi em là Bắp Non vậy chứ chị gọi em bằng cái tên gì ta? Dạ em không nói đâu, em buồn lắm. Thiệt tình á, xin lỗi em nha. Chị không có cố ý, nhưng mà chị nhớ không có ra. Đó, ốc có nói với quý vị khán giả rồi đó. Bị cái gì không biết nữa, tự nhiên quên rất là nhiều thứ. Để em gọi ý nha. Nickname là một tên gọi khác của em đó. Một tên gọi khác của em hả? Chị sẽ cố nhớ, chị phải nhớ ra được chứ. Chị sẽ cố nhớ. Chị đã từng gọi em là Ngô Bao Tử, phải không? Yeah, dạ đúng rồi. Em thắc mắc, cái lần trước chị đều nhớ ra và gọi nickname của em mà. Thì chị cũng không biết giải thích với em sao nữa. Bé Ngô Bao Tử dễ thương à. Chị ốc của em á, giống như bây giờ bị mất trí nhớ tạm thời á. À, vậy là ốc Thanh Vân gặp đúng đối tượng, có thể trị được chứng mất trí nhớ rồi đó. Chào Dr. Khỏe, Dr. Khỏe xuất hiện thiệt là đúng lúc mà. Dạ, con chào Dr. Khỏe. Chào ốc Thanh Vân và chào con, bé Ngô Bao Tử. Dr. Khỏe ơi, Dr. Khỏe vừa mới nói là ốc gặp đúng đối tượng có khả năng trị cái chứng mất trí nhớ tạm thời của ốc là sao? À, trước khi trả lời câu hỏi của ốc, Dr. Khỏe mời uống cái này nè. Sữa Bắp Non không chỉ thơm, mát mà còn rất bổ dưỡng nữa đó. Nhưng mà bổ dưỡng cho sức khỏe của mình như thế nào? Dr. Khỏe bật mí đi, Dr. Khỏe nhá nhá vậy ốc nôn quá à. À, các vitamin B1, B3, B6 có trong sữa rất tốt cho hệ thần kinh, giúp tăng cường khả năng ghi nhớ, đặc biệt là hạn chế nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở người già. Sữa Bắp Non sẽ còn giảm đáng kể việc hấp thụ cholesterol, bảo vệ hệ thống tim mạch, phòng tránh xơ vữa động mạch, đột quỵ nữa ạ. Sữa Bắp Non còn chứa hàm lượng cao vitamin A, tốt cho mắt nữa. À, ốc nhớ ra rồi, trời ơi, bây giờ mới nhớ nè. Ngày hôm nay, mục đích của ốc đến nhà Dr. Khỏe là muốn hỏi thăm cái bí kíp nào để cho đôi mắt của ốc nó sẽ khỏe hơn, sáng hơn. Nhưng mà do ốc bị chứng mất trí nhớ tạm thời đó, cho nên nãy giờ ốc không có nhớ ra. Sữa Bắp Non còn cung cấp vitamin nhóm B, đẩy lùi stress, phiền muộn, bực dọc nữa đó nha. Không thể ngờ rằng sữa Bắp Non lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe đến như vậy luôn á. Hay thiệt. Dạ, các mẹ bầu chắc chắn cũng sẽ thích em nữa đó. Ủa sao vậy? Tại sao mà các mẹ bầu cũng thích em luôn vậy? Em bật mí cho chị biết đi. Bé Ngô Bao Tử dễ cưng của chị. Các mẹ bầu thường bị táo bón, Ngô Bao Tử tụi em sẽ giúp giảm triệu chứng đó ạ. À, những người bị tiểu đường không phụ thuộc insulin thì Bắp Non rất là có lợi. Tuyệt vời, quý vị khán giả nhớ lưu ý nha. Bắp Non rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, tốt cho cả những người đang mang thai nữa. Cho nên mọi người nhớ bổ sung Bắp Non vào thực đơn hàng ngày nha. Vui quá, em rất sẵn lòng để giúp đỡ mọi người ạ. Còn bây giờ thì đã đến lúc ốc phải nói lời chào tạm biệt quý vị khán giả rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong chương trình Dr. Khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại trong chương trình.